Hi, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với CCA Channel và mình là Andy Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cung cấp cho các bạn thêm những cái thông tin về những dự án AI tiềm năng ở trong thị trường crypto Một trong những cái trend đáng chú ý năm 2023 Gần đây thì các bạn có thể thấy là chat GPT nổi lên như một cái hiện tượng mạng và tất cả các cái trang mạng xã hội hay là các cái mặt báo lớn thì đều đưa tin về chat GPT và không biết ở đây thì đã có bao nhiêu anh em đã thử test thử cái con chatbot này Thực sự là một cái con chatbot rất thông minh và rất hữu ích nếu như mà anh em biết sử dụng cũng như là biết khai thác từ nó và nó sẽ mở thêm ra cho chúng ta nhiều cách để các bạn có thể kiếm tiền cũng như là mở ra cho chúng ta một cái truy thức rất lớn và đặc biệt là những em nào mà chưa có tài khoản chat gpt hay là các bạn muốn trải nghiệm các bạn muốn mua tài khoản thì các bạn có thể liên hệ qua fanpage của cca channel để được cấp tài khoản ok rồi đầu tiên dự án đầu tiên ở trong cái trend ai này đó là dự án grab cái đồng uh, grt grt nó là một cái công cụ truy vấn dữ liệu phi tập trung và không cần kết nối trực tiếp với một cái mạng lưới hoặc thông qua một bên tổ chức thứ ba và the grab thì nó như được ví như là một cái google dành cho blockchain và người dùng có thể tìm kiếm các cái thông tin về nguồn cung token hay là các cái lịch sử giao dịch của một địa chỉ ví thì hiện tại The Grab đang là một trong những cái coin uh, về cái thuộc cái trend AI đang rất bùng nổ trong thời gian vừa qua. Chúng ta có thể giao dịch mua bán GRT ở trên một số sàn giao dịch nổi bật như là KuCoin, Binance, Coinbase hay là Bitum. Ok. Rồi, dự án thứ hai đó là Ocean Protocol thì đây là một cái giao thức mã nguồn mở, uh, giao thức nguồn mở cho phép các cái cá nhân và doanh nghiệp có thể trao đổi hoặc kiếm tiền từ dữ liệu một cách an toàn và minh bạch. Nó cho phép các nhà phát triển có thể tạo ra được các cái ứng dụng tận dụng nhiều tính năng và Ocean Protocol thì đóng vai trò là một thị trường để chủ sở hữu hay là người mua có thể mua bán trao đổi dữ liệu với nhau một cách an toàn. Chúng ta có thể giao dịch Ocean ở trên một số nền tảng như là Binance, KuCoin, Bitfinex, Gate.io, Hobi, Bitgate, Bcash và Fimex. Đấy, ngoài ra thì những cái dự án này thì những cái dự án mà mình chia sẻ đến cho anh em đều là những cái dự án thuộc hàng top và gần như là nó đã list ở trên nhiều sàn giao dịch khác nhau. Tiếp theo là dự án Sigorinets với cái đồng token AGIX thì đây là một cái thị trường giao dịch AI phi tập trung ở trên Singular Network và nhà phát triển có thể cung cấp các cái dịch vụ như là AI tạo văn bản tóm tắt văn bản nhân bản giọng nói hay là phân tích voice và đội ngũ uh, agix cũng chính là một cái nhóm người đã tạo ra con robot nhân tạo rất là nổi tiếng có tên là sophia và cái đồng agix những ngày vừa qua thì đã cũng đã tăng chóng mặt uh, và có một cái uh, lượng một một cái sự thu hút nhất định đến từ các cái nhà đầu tư và hiện tại thì các bạn có thể giao dịch uh, AGAX, uh, agix ở trên uh, một số sàn như là kucoin gate io elbank mxc bitmart và tiếp theo uh, dự án thứ tư đó là dự án fed ai với cái đồng token fet À đây là một cái mạng lưới cung cấp các cái công cụ để có thể xây dựng nền kinh tế phi tập trung diễn ra một cách tự động nhờ AI và người dùng có thể yêu cầu hoặc là đào tạo các cái tổ chức thực hiện các cái giao dịch cho họ. Điểm nổi bật của Fed.ai nó là nó hoạt động với cơ chế à, bằng chứng công việc hữu ích you uh, Post of Work. Đây là một cái sự uh, kết hợp giữa hai cơ chế đó là Post of Work bằng chứng cổ phần và Post, uh, post of Stake. Uh, bằng chứng cổ phần và port of work bằng chứng về công việc Hiện tại thì FedAI đã được niêm yết ở trên một số sàn giao dịch như là Binance, Coinbase, Git.io, uh, MXC Đấy, Và ngoài ra thì anh em có thể là mua ở trên một số các cái sàn phi tập trung như là Uniswap hay là Pancakeswap uh, Tiếp theo là dự án uh, IEXET uh, với cái đồng token OLC thì đây là một cái cơ sở hạ tầng đáng mây được xây dựng với công nghệ blockchain thiết kế để chạy trên big data dữ liệu lớn và các cái ứng dụng về máy tính thì OLC uh, nó cung cấp các cái ứng dụng phi tập trung để có thể chạy được trên blockchain để truy cập dễ dàng vào các cái dịch vụ cơ sở hạ tầng mục đích chính là tạo ra tạo một cái thị trường P2P toàn cầu nơi mà các cá nhân có thể thuê các cái ứng dụng máy tính và tài nguyên và hiện tại thì RIC, RLC thì cũng đã được list trên ở các cái sàn top như là Binance, Coinbase, KuCoin và Bitum. Đấy, con này thì list ít sàn hơn với những cái con kia. Rồi dự án thứ 7 đó là Deep Brain Chain với cái đồng token DBC. Đây là một nền tảng điện toán đám mây phân tán dựa trên chuỗi khối mang tính đột phá, nó cung cấp quyền truy cập an toàn và riêng tư giúp tiết kiệm chi phí vào khả năng của AI và cho phép các cái nhà phát triển có thể thuê sức mạnh tính toán từ những người dùng khác và thanh toán bằng cái đồng token DBC. Và hiện tại thì dự án đã được list ở trên các sàn giao dịch như là Hobby, Gate và BitBN. Ok. Rồi và đó là 7 dự án nổi bật mà mình muốn chia sẻ cho anh em ở trong cái trend AI này. Ngoài ra thì hiện tại anh em có thể tìm thêm một số cái đồng token thuộc về trend AI ở trên Coin Market Cap bằng cách mình sẽ để cái đường link cho anh em check ở phía dưới phần mô tả. Thực ra thì cái video này, cái nội dung cái content này thì mình đã định ra khoảng vài ngày trước nhưng mà hôm nay thì mới có thời gian để làm chậm video cho anh em nên là những cái thông tin về cái đồng token về các cái token này á thì nó cũng bay được một cái đoạn khá cao rồi đấy mình nghĩ là nó sẽ tiếp tục tăng trưởng tiếp trong một cái thời gian ngắn tiếp theo. Đấy tuy nhiên thì vào ở giai đoạn hiện tại thì nó sẽ rủi ro hơn so với cái, cái giai đoạn mà đầu vài ngày trước. Đấy thì uh, bây giờ ở giai đoạn này thì anh em vào thì cái tỷ lệ rủi ro và cái lợi nhuận nó sẽ uh, không được cao như ở cái giai đoạn đầu nữa. Đó. Nên là các bạn cũng cân nhắc và những cái đồng coin thuộc cái trend AI này thì uh, chúng ta chọn những cái đồng coin top những cái đồng coin mà đã khẳng định được cái vị thế của mình như top 7 đồng coin mà mình vừa mới chia sẻ cho anh em còn có một hiện nay thì mình thấy có các cái trend về mimi coin ấy thì nó cũng ra một số các cái con thuộc cái trend ai tuy nhiên thì anh em cũng cân nhắc là ở những cái con đó thì khả năng tồn tại của nó sẽ không lâu và không bền vững đấy nên là chúng ta vẫn ưu tiên là hâu hoặc là Uh, mua vào những cái đồng coin top ở trên các cái sàn giao dịch uy tín nổi tiếng đấy các bạn thấy là trong 7 ngày qua thì cái trend ai đã bay rất là mạnh và toàn bộ thị trường cũng đã có cái dấu hiệu khởi sắc nhờ ai mặc dù là con chat gbt nó không liên quan gì đến thị trường crypto nhưng nó đã kéo được một cái lượng dòng tiền lớn đổ vào cái trend ai và big data ở trên uh, uh, thị, ở trong thị trường crypto Đấy, và ngoài ra thì anh em có thể check thêm uh, các cái thông tin ở trên CoinMarketCap Market Cap là một trong những cái trang cung cấp cho anh em rất là nhiều thông tin ở uh, về các cái đồng coin cũng như là các cái thông tin về uh, các cái đồng coin này thì anh em có thể click vào để chúng ta xem được các cái thông tin phân tích đánh giá để ra được cái quyết định đầu tư đúng đắn Ok, và video hướng dẫn của mình thì tới đây là kết thúc. Nếu như các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.